Xin chào tất cả mọi người nha. Ngày hôm nay là ngày 29 tháng 1. Em có lên được hai cái cây mai sầu để phục vụ cho bà con nông dân Trung Quốc. Em chúc mọi người có một ngày làm việc thật là nhiều may mắn, nhiều sức khỏe, nhiều thành công. Đây là hai cây mai dáng trực lắc. Cây này hai cây rất đẹp nha mọi người. Cây này là cây số 1, cây trực lắc. Mọi người nhìn ở ngoài ha, nhìn dáng của nó là giống như cây tùng vậy nha mọi người. Cốt cành là nhạo đóng rất là đẹp luôn. Đế nói chung đế đẹp nha mọi người. Cây em bao khỏe mạnh cho mọi người luôn nha. Cây này em bứng được 4 ngày à. Mọi người nhìn thấy không? Chi cành của nó đóng nhịp nhàng rất là đẹp luôn. Nè, sù nha mọi người, quay cái độ sù. Sù nha mọi người. Em không có phải mình nói sù chăm chăm, nhưng mà cái cây mai này đúng để em gọi nó là một cây mai sù. Sù luôn ra trên nha mọi người. Ở dưới này phần gốc cũng đang sù nè. Tay cành toàn bộ cũng đang sù lớn hết trơn nè. Người ta gọi là sù nắp đi ra rồi đó. Chứ nếu mà chính gốc sù là phải sù chăm chăm á. Con này đang lên sù rồi. Chứ không phải là những cái cây mai nó già cây hay như thế nào. Cây rất là đẹp luôn. Cành đóng là chuẩn cây nha mọi người. Cành đóng từ dưới đóng lên trên. Thì mọi người cứ để ý những cái cây mai nó đóng gì nè. Từ cành này lên tới cành này đúng gang tay. Gang tay qua bên này một gang tay. Từ từ nó rút lên đọt thì mọi người cũng biết nó thu dần lại. Nè, gần nè, gần lên trên nó rót cái đọt lên. Giờ em sẽ đo thông số cho mọi người xem. Hoành 39 nha mọi người. Chiều cao của nó là 1m05. Hiện tại bây giờ cái đường kính bầu của nó đang là 60. Nhưng mà cái bầu này em làm hơi bự, lý do dây đế nó hơi xéo xuống đó mọi người. Em không có làm bầu nhỏ được. Thì mọi người về nhà có thể lựa chọn chậu từ 60 lên tới 70 nha mọi người. Cây này em bao bông cho mọi người luôn à, bông từ 8 cánh lên tới 12 cánh. Rồi xong cây này, giờ em tiếp tục qua cái cây số 2 rồi em báo giá sau. Cây này là cây số 2. Cây số 2 thì giá thì nó cũng na ná giống cây số 1. Dấu hiệu của nó cũng đang lên sùng luôn nha mọi người. Đế cây này cũ rất là đẹp luôn. Nó có một cái cành phóng rất là nghệ thuật. Thường thường những mai mai tự nhiên á, mai tự nhiên nó sẽ có những cái cành phóng. Ví dụ có một cây mai tự nhiên có cành phóng đi, nó không có nhịp nhàng như cây này. Lý do tại vì cái cây mai này người ta trồng từ nhỏ, người ta sửa từ nhỏ. Đế người ta cũng sửa từ nhỏ luôn à. Cây này cũng đang lên sầu. Cây này nhìn ở ngoài rất là đẹp luôn à. Trên mình nó là không có một vết thẹo nữa luôn nha mọi người. Cây liền lạc lắm. Cây này cũ nở. Em đo nhiều thông số cho mọi người. Chỗ này thì được 30. Chỗ này được 38. Củ đế lửng nó nằm ở đây thì được 68. 68 đúng kiên giang em luôn. Chiều cao của nó được 1m. Cành phóng của nó nè mọi người nè, em quay cho mọi người xem. Bóng rất là chuẩn cây luôn. Mọi người nhìn thấy nè, 1, 2 lên nè, thấy không? Lên tới từ đây, trên này lên tới thu nọ, thu ngắn ở trên này mọi người. Nè, nguyên một cục sụn ở đây nó ngắn. Sụn nắp toàn bộ lên hết rồi. Cây này em dẫn qua ông cho mọi người từ 8 cánh lên tới 12 cánh luôn nha. Cái này về lên chậu thì mọi người có thể lựa chọn một cái chậu hơi bự chút xíu. Cái này hiện tại bây giờ đường kính bầu của nó cũng là 60. Mọi người mua thì có thể mua cặp này về nhà lên chậu từ 60 hơn chút lên tới 70 là rất đẹp luôn nha mọi người. Này mà lên được chậu già cổ nữa, tuyệt vời luôn. Rồi giờ em xin báo giá cái cây mai số 1 bên này. Em xin giao lưu giá bà con cô bác là 17.500.000. Còn cây bên này thì em giao lưu giá bà con cô bác là 16 triệu. Rất mong được sự ủng hộ của bà con cô bác gần xa nha. Hy vọng clip ngày hôm nay em đăng lên sẽ được bà con cô bác ủng hộ em nhiệt tình. Tại vì trong thời gian vừa qua thì em cũng có một số người cũng đang phá kinh mai vàng miền Nam của em. Thì nói chung thì em thì lên đây nói để cho mọi người biết. Hiện tại bây giờ kinh của em đang có một số thành phần xấu đang phá rất là nhiều. Em cũng nói luôn thì hy vọng lúc nào cũng được bà con cô bác ủng hộ em bằng tinh thần này kia. Thì nói chung là em rất là cảm ơn mọi người. Tại vì kinh mai vàng miền Nam của em thì có được ngày hôm nay thì đã
là nhờ được cái công lao rất là lớn của mọi người ủng hộ cho em, riêng em không thể nào em làm được kinh doanh vàng của em trong ngày hiện tại bây giờ. Em rất là cảm ơn mọi người nha, chúc mọi người năm mới phát tài nha, chào tạm biệt mọi người.